Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngôn Đô à, Tiếp tục lên sóng thì hôm nay sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bác khắc phục cái điểm oang ở trên vang số trên vang số và ở trên những bộ karaoke mà mình sử dụng hàng ngày Thì hôm nay em sẽ sử dụng ở trên con vang số X5 Vina bản quyền nhé và mic ri ra cả 223D Thì rất nhiều bác thắc mắc là tại sao là nó bị oang Thì oang đầu tiên là do mic Đấy, Chẳng hạn như mic bayer thì giải bát nó thiếu thì khi hát nó hay bị oang ở cái phần giải bát đấy hoặc giải chung 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 thấp ấy rất là nhiều thì làm sao để khắc phục cái đấy thì để khắc phục được thì chúng ta phải tìm nguyên nhân tìm nguyên nhân của nó đúng không thì bây giờ em kết nối phần mềm đã hôm nay em kết nối phần mềm nhá Ồ, kết nối phần mềm này ok kết nối xong này đấy màn hình máy tính này thì con bích này em không ra giải nữa vì em đã ra rồi ra sẵn rồi không không nhắc đến phần bích nữa bích thiếu giải thì chúng ta căn gọn lại là hiển nhiên rồi nhưng căn xong rồi mà nó vẫn bị oan thì chúng ta lại phải tìm nguyên nhân đấy và tìm nguyên nhân để khắc phục cái điểm hoang này nhé các bác để ý là uh, khi vang số thì chúng ta hiểu là phần input ấy, tức là phần đầu vào cấp cho bên nó chạy lại cho loa chạy lại thì là phần nhạc tức là phần 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 music đây music đây trên này. và cái phần mic này đấy, phần mic input đấy là phần đầu vào cấp cho nó thì cái đầu ra nó lại khác nhé đầu ra thì chúng ta căn chỉnh cho từng loa một chẳng hạn như loa main thì là dành cho đôi loa full 30 đánh chính uh, sau rao thì đánh đôi trợ nời chẳng hạn hoặc center đánh thêm một đôi nời không nữa đấy súp súp là đầu ra thì mỗi dòng loa một khác nhau chúng là căn lại khác nhau chứ không giống nhau thì đầu ra nó khác nhau đấy phải hiểu đầu vào đầu ra đó khi mà chúng ta can thiệp đầu vào mà không được ở à, đầu ra không được cho từng loa một thì chúng ta mới can thiệp đầu vào đấy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác khắc phục thật chi tiết nhé các bác xem kỹ nhé là khắc phục cái điểm oan để khi hát eco thì reverb nó rõ nơi ra Hát, hát, karaoke trong gia đình nó không giống với phòng hát phòng hát thì làm rối đấy phòng hát là làm rối lên để tại sao người ta vẫn dùng mic bay ở trong phòng hát nó rối lên mình đi uống rượu hát thì hát rối nên các bác không nghe được các nghe cái gì nó hay hết nhưng gia đình người ta phần này người ta không uống nhiều rượu và có khi hứng nên mới hát mà, gia đình để hát nó phải rõ lời và không gian gia đình nó không có tiêu chuẩn nó khác nhau thì hát oan rất là khó chịu mà người ngoài cũng khó chịu vì không gian gia đình nó không kín người ngoài nghe thì muốn vào tắt tắt nó lại đi Đấy, thì hôm nay em chỉ rõ các nhé đầu tiên bác nốt vào nó có máy tính cho quay ra quay ra màn hình đây quay ra màn hình quay ra màn hình em chỉ luôn nha cái phần uh, mic bên lại phần music ấy, là phần đầu vào đấy các bác không can thiệp nữa bây giờ chỉ quan tâm đến phần effect và phần main thôi thì em chỉ rõ chi tiết là hôm nay là làm trên đôi loa full 30 mươi nét nhá sau khi là giải phần uh, phần main của uh, đây này giải sub của con uh, đèn nét nó nằm ở 50 thì bộ loa này nó xuống tận 40 cơ súp xuống tận 40 đánh như súp thùng cân nên em sau khi đã giải xong này xong xuôi này chúng ta ở phần bên thì trong phần bên có phần eco và phần revert phần eco và phần revert thì các bác sẽ cho đầu tiên bác thử bác cho về không cái này có thể dùng máy tính dùng tay được nhé dùng máy tính bác dùng di chuyển chuột đây này hai cái cột ở dưới này em quay sát lại gần nữa này Đấy, cho rộng này cho nó về không và các bác thử thử, thử tiếng mic thử tiếng mic mộc nhé lên một hai ba bốn năm bảy 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 đúng không ạ hai 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 tức là tiếng mic của nó rất là đẹp mộc nó không có một cái gì về vỡ cả đúng không thì sau khi ra giải xong rồi thì chúng ta không bị bị vỡ nữa không bị oang nữa mic mộc không bị oang thì khi hát lên chỗ eco để vỡ nó oang thì lúc đấy chúng ta sẽ phải cho về không để chúng ta tìm nguyên nhân Vậy thì hiển nhiên điểm hoang thời điểm này không phải do mic nữa vì sau khi mic mình đã ra giải rồi phải không? Ra giải tiếng uh, tiếng tiếng hay tiếng dở mình đã cắt đi rồi. Đã cắt đi rồi thì bây giờ em sẽ khắc phục uh, cái điểm hoang như nào? Đầu tiên các bác tăng eco lên thì có thể là hai nguyên nhân đó là do eco và revert. Eco đây tăng lên 100%. Bác thử tiếng mic nha. Lên 5 6 7 Đấy. con mic này của em xịn thì nó không oang và em đã cân rồi thì đây, đây bác sau khi bác tăng eco lên 100% thì bác quay lại phần effect Đấy, con này em cắt rồi này thì bây giờ em mở ra mở ra mở cho nó bình thường ra đi set đấy thì là xuống 88 đến tận 100 thì bắt đầu nó có hiện tượng oang nhẹ lên 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 bảy tức là nó có hiện tượng oang nhẹ rất là cái dòng mic bayer mic không dây nó rất oang rất là nhiều thì các bác sẽ di chuyển cái phần hpf nhá cắt gọn lại phần phần chỉnh phần eco trước này 7 7 7 7 7 đấy đến đây là nó gọn đúng không ạ tức là nó đang bị oang ở cái phần, phần 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 bát 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 cao này đang bị oang ở phần bát cao này thì khi bị oan thì các bác để ý nha các bác sẽ phải hạ cái phần kêu đầu này xuống thì tiếng bát nó sẽ gọn thì nó sẽ bớt oan đấy 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đấy, nên em chỉ nói nghe cô không nhá Nếu được rồi thì thôi Còn nếu không được chúng ta phải rà tiếp rà sâu vào nữa Để Di chuyển rà sâu vào nữa khi nào nó bớt oang thì hát lên nó mới dội nữa hát lên eco nó nạp lại đi nạp lại nó cái 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 phần oang nó càng nhiều lên đấy đây là cách khắc phục nhé bác nhá giảm cái phần eq đến sau khi rà giải xong thì giảm cái phần eq oang nhiều này xuống còn cái phần uh, trung cao này trung thấp và trung cao ở phần cuối này là chúng ta vẫn phải để vì eco nó là nghe rõ nhất ở cái khoảng này là phải để mà để thấp quá cái con này thì tiếng eco bát ở giải bát nó không lên được thì cũng không hay thì nó không mất mềm mất cái độ mềm đi chúng hạ vừa đủ thôi nhé. đấy sau khi xong xuôi thì chúng ta lại hạ cái phần eco chúng ta tăng phần vào lên 70 hoặc 80 tùy lên 7 7 đúng không ạ ở những con mic xịn như này thì em đã tăng rồi bác để ý là tiếng vượt đấy tiếng vợt thì gần như nó không bị đa phần là bị ở eco thôi vì nó nặng nó nặng nhưng mà nếu mic buyer thì bác những mic dòng mic mà nó bị rồi thì các bác gần như là chúng ta cắt gọn theo mic ví dụ chẳng hạn như là hpf của mic là đang ở 80 thì chúng ta cũng kéo đến 80 còn muốn xì nhiều thì chúng ta cái lpf của river chúng ta có thể kéo lên kéo lên khoảng 15 16 tùy hoặc mở hết cỡ ra cũng được đấy, đây là cách khắc phục mà Ờ, do eco nó nạp vào eco của tức là do cái con vàng đấy nhá con vàng ấy nó 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 nó, nó bị kết hợp cùng mấy cái nạp của mic là nạp của eco và kết hợp với giải mic nó không được đẹp thì nó nạp nên nó bị oan đấy nó bị oan các bác phải xử lý cái trường hợp này đây là cách khắc phục mà các bác sẽ làm được 100 phần trăm luôn sẽ phải ra và từng bước một chúng ta sẽ khắc phục được Để khi đây các bác nghe thử em mở hết lên này mở lên cả tiếng eco thì vượt nó không oang nữa nó không bị oang nghe nó hát to nên nó rõ lời khi vũ trụ lên đèn thành phố ngang mến diều say mềm đấy nó rõ như này là được các ừ, nhá à, các bác xem video thấy hay thì nay like bài và đăng ký kênh giúp em à, có cái gì mà các bác mà muốn thắc mắc hoặc à, muốn chia sẻ cùng em thì à, liên hệ với số điện thoại zalo 0988 em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những kênh nước tiếp theo